Bên em mới về được chiếc Corolla Altis, xe này là bản 1.8V sản xuất 2022, xe chạy rất là ít luôn anh chị nha, mới chạy có 14.000 km thôi, chất xe còn cực kỳ đẹp luôn ạ. Xe mang nước sơn màu xanh, màu sắc này nhìn rất là đẹp, dàn vỏ theo xe đây anh chị, lớp theo xe thì còn rất là dày luôn anh chị ha, nước sơn thì liền lạc đồng đều màu, không có xước xát chỗ nào luôn. Chủ thì cũng sơn lên cái bộ mâm màu đen đó anh chị, bộ mâm theo xe là bộ mâm phay mà chủ thì đã sơn màu đen và dán những cái tay mở cửa cũng màu đen luôn nè, nhìn cho xe nó nhìn thể thao mạnh mẽ hơn hẳn luôn. Còn đây là ghế tài, đây ghế tài còn rất là đẹp anh chị nha, vô lăng củ số đều còn rất là mới luôn đây anh chị, phân da vẫn còn rõ nét luôn ha, mới chạy có 14.000 km thôi, chất xe thì không có điểm nào để chê đâu. Và trần thì vẫn là trần zin anh chị nha, đẹp lắm. Xe này thì bên em mới thu, thì đợt này thu Altis giá tốt rồi nên chiếc xe này bên em chào đến các anh chị cũng giá sẽ tốt hơn cái chiếc màu trắng đang có bên em anh chị ha. Chiếc màu trắng thì do lúc trước bên em thu về rất là cao nên bên em phải bán ra, đang chào bán mức giá cũng tương đối cao á. Gầm bệ nè, mới cái chạy có mười mấy ngàn, gầm bệ còn cực kỳ đẹp luôn, như xe mới luôn anh chị ha. Lớp dự phòng xe này cũng chưa có lăn luôn ạ. Thảm lót chân chủ cũng chưa sử dụng luôn, chủ để sẵn trong xe này, chưa có sử dụng. Lớp dự phòng đây anh chị còn rất là sạch sẽ luôn, chưa đụng đến, đồ nghề còn đầy đủ luôn. Cốp thì rất là to, cốp của Altis thì thuộc phân khúc hàng C rồi. Trong những cái xe mà sedan hạng C thì em rất là thích form dáng của Altis nè. Động cơ 1.8 chạy cũng rất là tiết kiệm xăng, chạy khỏe lắm. Nhưng mà không hiểu sao dòng xe này lại rất là kén khách luôn. Đây em ghi lại một lần nữa bên khu vực khoang lái vậy ha. Ghế da, vô lăng, củ số đều còn rất là mới luôn. Xe này thì có trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense ra, đầy đủ, đồng hồ điện tử, phanh chủ động, Adaptive Cruise Control, cảnh báo lịch làn, hỗ trợ giữ làn đầy đủ luôn anh chị nha. Để em quay luôn khoang động cơ cho anh chị em mình cùng xem luôn. Xe thì cam kết với chị không đâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số zin, keo chỉ zin, đồng hồ chuẩn km không quay tua, bao kiểm tra, bao vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Anh chị quan tâm đến chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8V sản xuất 2022 mới chạy có 14.000 km đẹp tuyệt vời này thì liên hệ với Duy ạ. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chợ Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi ạ.